Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 8 tháng 12, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một thông tin khá hay liên quan tới thị trường vũ khí khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Ukraine, mặc dù đang trên miệng hố chiến tranh với Nga, xoay quanh vấn đề miền đông ly khai của quốc gia này, nhưng mặt khác, họ vẫn nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu vũ khí nhằm thu về lợi nhận quý giá cho nền kinh tế đang khủng hoảng. Mặc dù chịu thiệt hại nặng nề sau cuộc cách mạng màu năm 2014, cũng như để mất bán đảo Crimea, với một loạt cơ sở đóng tàu quân sự giá trị. Dù vậy, cơ bản, các đơn vị thiết kế vũ khí Ukraine vẫn nằm nhiều ở miền Tây nước này. Qua đó, góp phần giúp Kiev nỗ lực thúc đẩy một số lĩnh vực mang tính thế mạnh, ví dụ như việc phát triển các hệ thống tên lửa chống tăng, tên lửa hành trình. Sau một số hợp đồng thành công ở Đông Âu và Trung Đông, các công ty quốc phòng Ukraine đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của mình sang khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Ít Nhật, ba đối tác mà nước này đang hướng tới là Indonesia, Pakistan và Bangladesh. Mới đây, văn phòng thiết kế nhà nước Lúc đã tổ chức bán trình diễn hệ thống tên lửa chống tăng Skip và cô xe ở Bangladesh. Theo mạng Defense Technology Bangladesh, lực lượng biên phòng quốc gia Nam Á này đã bắn thử thành công hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Raze RK-3 cô xe do Ukraine sản xuất. RK-3 là tổ hợp tên lửa chống tăng hạng nhẹ, được phát triển từ năm 2005 nhưng mãi tới năm 2017 mới đưa vào phục vụ. Mặc dù được phân loại hạng nhẹ, nhưng RK-3 được đánh giá có khả năng đánh bại các loại xe tăng chủ lực như T72 hay các mẫu xe tương đương, xe tăng hạng nhẹ, xe thiết giáp chở quân và trực thăng bay thấp. RK3 đa tầm bắn hiệu quả 2.500m, sử dụng hệ dẫn đường laser bán chủ động. Đáng chú ý, Ukraine tiết lộ trong chuyến phiêu lưu ở châu Á, họ đã thử nghiệm thành công tên lửa RK3 gắn trên xe thiết giáp M113. Vị khách hàng tiềm năng này vẫn còn đang được giấu tên. Ngoài ra, vào mùa hè năm nay, tướng Kwama Baiwa, Tổng tham mưu trưởng lục quân Pakistan đã ghé thăm Ukraine và chứng kiến các cuộc thử nghiệm trên thực địa với các phương tiện và hệ thống chiến đấu khác nhau, bao gồm các hệ thống tên lửa hiện đại do cục thiết kế lắp phát triển. Ông này đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến hiệu suất của hệ thống tên lửa chống tăng Skip, một tổ hợp vũ khí mạnh hơn có khả năng tiêu diệt các xe tăng chủ lực hiện đại, trang bị giáp phản ứng nổ ERA. Nó có thể tấn công các mục tiêu cự ly từ 100m tới 5000m, có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào cả trực thăng đang bay treo. Một tổ hợp được kết cấu đơn giản bao gồm một giá ba chân, đạn và ống phóng, bộ điều khiển từ xa PDU-215 thiết bị dẫn đường và kính ngắm hồng ngoại. Trong đó, bộ khí tài điều khiển PDU-215 giống như một chiếc laptop với màn hình, bảng điều khiển cùng một cần lái nhỏ để hỗ trợ lái đạn. Khí tài này có thể đặt cách xa 50m, qua đó xạ thủ có thể ấn nấp an toàn nếu bị đối phương phát hiện. Tổ hợp tên lửa có hai chế độ bắn, một là lái đạn bán tự động và hai là bắn và quên. Nghĩa là sau khi đạn rời bể phóng, đạn sẽ tự bay tới mục tiêu theo tín hiệu được chỉ thị từ trước mà không cần xạ thủ hiệu chỉnh tới khi đạn đánh trúng mục tiêu. Đáng chú ý, tổ hợp này khá linh hoạt, được trang bị hai kiểu đạn cỡ 130mm và 152mm. Trong đó, đạn 130mm RK2S được trang bị đầu đạn nổ kép, xuyên khoảng 800mm thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ ERA. Còn đạn 152 mm RK2MK có thể xuyên 1,1m thép đồng nhất sau giáp ERA. Ukraine tuyên bố tham số này cho phép skip đủ sức loại khỏi vòng chiến đấu các loại xe tăng hiện đại nhất như T-90A và M1 Abrams. Đây là lý do mà Pakistan khá ưng ý khi họ đang phải đối đầu với hàng nghìn xe T-90 của Ấn Độ. Đáng chú ý, theo Sipzi, ở khu vực Đông Nam Á, Myanmar đã trở thành khách hàng đầu tiên mua loại tên lửa chống tăng này và có thể mua luôn cả dây chuyển công nghệ. Lại nói, Ukraine tương đối dễ tính trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất. Họ đã cung cấp các dây chuyển công nghệ sản xuất 1.000 xe thiết giáp BTR-3 ở Myanmar với đơn giá 500 triệu đô vào năm 2004. Ngoài các hợp đồng đắt giá đã ký thành công ở Myanmar và cả Thái Lan, người Thái đã mua vài trăm xe thiết giáp BTR-3. Ukraine đang tích cực chào hàng hệ thống tên lửa hành trình Neptune tới Indonesia. Neptune, hay tên gọi đầy đủ là R-360 Neptune, là tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm do Cục Thiết kế Lúc phát triển cho quân đội Ukraine. Giới phân tích cho rằng, thiết kế của Neptune về cơ bản là dựa hoàn toàn trên tên lửa hành trình KH-35 Urane. Bởi lẽ, thiết kế đạn trông không khác gì, có chăng là có sự khác biệt ở kích thước. Hiện nay, Ukraine mới hoàn thiện phát triển phiên bản tên lửa bờ, được định danh là RK-360MC Neptune. Tên lửa có tầm bắn 280-300 đến km. Trong tương lai, Ukraine dự định sẽ tiếp tục phát triển phiên bản hải đối hải, tích hợp trên tàu chiến và phiên bản không đối hải. Việc này tỏ ra khó khăn hơn vì hiện Ukraine thiếu các nền tảng mang phóng trên biển và trên không. Họ cần phải cải tạo lại một số tàu chiến, máy bay đang có, nhưng chúng đã rất cũ rồi, hoặc là giờ phải mua mới, nhưng việc tích hợp lên vũ khí phương Tây thì cũng không phải dễ. Dù vậy, điều này không cản trở việc xuất khẩu Neptune từ các quốc gia có nhu cầu phòng thủ bờ biển. Neptune có thể coi là hệ thống phòng thủ bờ tiềm năng có thể cạnh tranh với tổ hợp tên lửa bờ 3E của Nga, vốn được xem là nguyên mẫu của RK-360MC Neptune. Ngoài Indonesia, hiện vẫn chưa có quốc gia nào ở Đông Nam Á ngỏ ý với Neptune. Việt Nam cũng được coi là một khách hàng tiềm năng, nhưng hiện tại xem ra ít có khả năng ta sẽ trang bị loại này khi mà ta đang phát triển một tổ hợp tên lửa bờ riêng của mình với các tên lửa hành trình nội địa. Nhắm được điều đó, thực ra Ukraine cũng không đạt quá nhiều kỳ vọng vào việc Việt Nam sẽ để ý tới tên lửa chống hạm của họ. Mà thay vào đó, Kiev từng trình diễn hàng loạt hệ thống súng ống, đạn pháo, tàu chiến cũng như radar tại Hà Nội. Còn nhớ, tại cuộc triển lãm quốc tế về quốc phòng an ninh năm 2019, DSE 2019, Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Ukraine cùng các đơn vị thành viên đã giới thiệu tới quân đội và công an Việt Nam các tổ hợp súng phóng lựu, đạn pháo, đầu đạn tên lửa, tàu chiến và các hệ thống radar tiên tiến. Cụ thể, họ đã đưa tới triển lãm các loại khí tài bao gồm súng phun lửa RPV-16. Nó gần như là một phiên bản nâng cấp của súng phun lửa RPOA của Nga mà kênh đã từng chia sẻ với các bạn. Ukraine cũng sở hữu công nghệ về RPOA nên không khó để họ tạo ra một mẫu súng tương đương cũng như có những cải tiến để đưa ra thị trường từ năm 2018. RPV-16 cũng có thể gọi là súng phóng lựu nhiệt áp khi các viên đạn cỡ 93 ly được trang bị đầu đạn nổ nhiệt áp với sức công phá tương đương với một quả đạn phá 107 ly hoặc 4 cân TNT phù hợp với việc phá công sự hoặc chống phương tiện bọc thép hạng nhẹ. So với RPOA, RPV-16 được cải tiến thêm về tính năng công thái học, người ta trang bị thêm một báng súng mới với cơ chế bắn khác. Một khi đạn được phóng đi, cơ gấu bắn có thể tháo ra, lắp sang một ống phóng mới. Tầm bắn hiệu quả của RPV-16 là 300m, mà dù đạn có thể bay hết tầm tới 000 m nếu không trúng mục tiêu. Nhìn chung, RPV-16 là loại vũ khí đơn giản, hướng dẫn sử dụng được in trên ống phóng. Một người bình thường, sau vài giờ, có thể sử dụng dễ dàng thứ vũ khí này. Thứ hai, Ukraine cũng lần đầu tiên giới thiệu đạn pháo thông minh Kvitnik Air có thể khai hỏa từ các loại pháo kéo xe và pháo tự hành cỡ nòng 152 ly. Đạn được dẫn đường bằng phương thức laser bán chủ động, tức là mục tiêu sẽ được chiếu xạ bằng khí tải laser từ một trạm gián tiếp gần chiến trường. Đạn sau khi được bắn, khi tới gần vùng mục tiêu, đầu thu sẽ thu tín hiệu laser phản hồi từ mục tiêu, sau đó tự lái đạn, đánh vào mục tiêu với sai số thấp nhất. Tầm bắn xa nhất của đạn Kvitnik Air là 20.000m. Các kiểu pháo kéo xe D20M47 pháo tự hành 2S3 của Việt Nam đều có thể sử dụng. Thứ ba, Ukraine cũng lần đầu tiên giới thiệu dòng súng phóng lựu liên thanh UAG-40 được thiết kế để chống lại xe bọc thép hạng nhẹ, bộ binh tập trung. UAG-40 dùng cỡ đạn 40 mm tầm bắn 2.200m, tốc độ bắn 400 phát trên phút. Thứ tư, họ cũng giới thiệu và quảng bá dòng xe thiết giáp đa dụng Kozak 2M tới Việt Nam. Đây là dòng xe thiết giáp chở quân có khả năng kháng mìn được Ukraine sản xuất từ năm 2009, nhưng sau năm 2014 mới được trang bị rộng rãi. Nhìn chung, chức năng của cô giác 2M giống như xe thiết giáp đa dụng Tiger của Nga hay Humvee của Mỹ. Nó có khả năng làm bệ phóng cho tên lửa chống tăng hay lắp ụ súng máy phục vụ tuần tra chính sát. Thứ năm, đặc biệt là tại kỳ triển lãm năm đó, Ukraine đã giới thiệu một mẫu tàu chiến tới Việt Nam. Con tàu được xếp vào dạng tàu chống ngầm cỡ nhỏ nhưng không có tham số theo kèm. Dù vậy, nhìn bề ngoài có thể ước lượng con tàu cỡ 500 tấn. Ukraine khá tinh ý khi giới thiệu mẫu tàu chiến vừa phải có thể lọt mắt Việt Nam bởi tàu 500 tấn hiện đang chiếm số lượng lớn trong quân đội ta. Quan sát sơ bộ, hầu như các trang bị trên tàu xem ra đều xuất xứ từ Tây Âu bao gồm một pháo hạm kiểu Otto Merara 76,2 ly của Italia, một bệ pháo phòng không cao tốc khá giống thiết kế pháo GDM-08 của Thủy Điển. Đây là hệ thống pháo bắn nhanh với thiết kế tháp pháo điều khiển từ xa, được trang bị một khẩu pháo 35 ly, tốc độ bắn tối đa 1.000 phát trên phút, tầm bắn hiệu quả 3.500 đến 5.000 m. So với pháo 30 ly của Nga, 35 ly có sức công phá cao hơn, tầm bắn hiệu quả xa hơn, nhưng tốc độ bắn lại thấp hơn do chỉ có một nòng pháo. Một bệ phóng tên lửa với hai cánh tay máy có thể lắp 4 tên lửa tầm thấp và bốn ống phóng ngư lôi ở đuôi tàu có lẽ là cỡ 324 ly chuẩn NATO. Thứ sáu, Ukraine rất chú trọng tới mảng radar phòng không của Việt Nam bởi lẽ họ từng giành được các hợp đồng lớn với nước ta khi chúng ta đã nhập khẩu từ họ các hệ thống radar cảnh giới 36 ly 6 cũng như hệ thống trinh sát thủ động Kochuga. Ở Hà Nội năm 2019, Ukraine đã chào hàng hệ thống chỉ huy di động Hotistar M và hệ thống radar cảnh giới 3 tham số 90K6E. 90K6E trông như một hệ thống radar mạng pha, nó được giới thiệu ngắn gọn, có tầm chính xác tối đa 500 km, có khả năng liên kết, chỉ thị mục tiêu cho hệ thống phòng không trong mạng lưới thống nhất. Thứ bảy, Ukraine cũng dường như rất hiểu Việt Nam khi họ còn chào hàng chuyển giao công nghệ, đầu tự dẫn tên lửa Nga Xô mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như, họ chào hàng đầu tự dẫn hồng ngoại 9E418 của tên lửa vai Xla, một công nghệ mà Việt Nam đang nỗ lực làm chủ việc sản xuất hoàn toàn 100% trong nước. Họ còn giới thiệu các hệ thống gây nhiễu gắn ngoài KT-01 AVE có thể gắn cho các trực thăng nhằm bảo vệ máy bay khỏi tên lửa tầm nhiệt. Ukraine tiết lộ KT-01 AVE có thể gây nhiễu khiến các tên lửa phòng không tầm nhiệt của Nga và Mỹ phải say rượu, bất điều khiển. Thứ 8, Ukraine cũng sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam các loại động cơ tua bin khí khỏe nhất mà họ có cho các dự án tàu chiến của ta. Thời điểm bấy giờ, Ukraine đã chặt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp động cơ tua binh khí cho Nga, nhưng họ vẫn mở đường cho các quốc gia khác, kể cả các nước đặt đóng tàu từ Nga. Trên đây là các công nghệ vũ khí trang bị quân sự mà Ukraine quảng bá tới Việt Nam hồi năm 2019, rất đầy đủ, thể hiện các thế mạnh nhất của họ, cũng như thể hiện sự hiểu biết về nhu cầu trang bị tới Việt Nam. Thực ra, trong quá khứ, thời Liên Xô, ta và họ có gì lạ nhau đâu, và kể cả giai đoạn sau này, dù Ukraine gặp vấn đề với Nga, nhưng quan hệ Hà Nội-Kiev hầu như không có vấn đề gì cả. Thậm chí, Việt Nam còn nhập khẩu một số công nghệ mà Nga không dễ xuất khẩu, ví dụ như các tài liệu kỹ thuật về máy bay tiêm kích Su-27. Qua đó, nhà máy A32 đã tự chủ thành công việc đại tu tăng hạ trong nước. Việt Nam cũng đã mua thiết kế sơ bộ tàu pháo 400 tấn, qua đó phát triển tàu pháo tuần tra TT-400TB và tàu cảnh sát biển TT-400. Việt Nam đã nhập khẩu một loạt công nghệ radar phòng không của Ukraine và đến nay vẫn đang sử dụng hiệu quả từng có và đang có hợp tác chặt chẽ với nhau, cho nên các loại vũ khí trang bị Ukraine quảng bá ở Hà Nội tương đối xa với nhu cầu của ta. Ví dụ, về pháo binh, họ hiểu rằng Việt Nam đang sử dụng số lượng lớn pháo 152 đi thời Yên Xô và chưa quy định thay thế. Do đó, họ giới thiệu mẫu đạn tinh khôn nhằm cải thiện độ chính xác cũng như hiệu quả trong từng phát bắn với những mục tiêu giá trị. Họ cũng nhìn thấy được Việt Nam chưa có dòng xe thiết giáp hạng nhẹ đa dụng thế hệ mới nên quảng bá xe cố giác. Việt Nam cũng đang yếu ở mảng tàu chống ngầm cho nên họ giới thiệu một thiết kế tàu cỡ nhỏ giá rẻ có thể phù hợp với chúng ta nhìn chung các phương án mà họ đưa ra khá hợp lý chỉ có điều họ có vẻ không để ý tới sự tiến bộ của công nghiệp quốc phòng việt nam và đó là lý do từ đó tới nay vũ khí hiện đại của ukraine chưa chinh phục được hoàn toàn việt nam ví dụ như việt nam đã tự chủ việc sản xuất các dòng súng phóng lựu liên thanh trong nước theo kiểu nam phi và nga về đạn pháo việt nam đã sản xuất được các loại đạn pháo cấp chiến dịch đạn pháo tăng tầm và có khả năng sẽ tiếp tục là đạn pháo tinh khôn với tên lửa chống tăng, Việt Nam đã hiện đại hóa thành công tên lửa AT3 với tính năng tiệm cận các tổ hợp tên lửa hiện đại. Bên cạnh đó, ta cũng đề ra kế hoạch sản xuất tên lửa chống tăng của riêng mình. Việt Nam cũng đang tiến bộ rất nhanh về công nghệ radar cảnh giới với các sản phẩm của tập đoàn Viettel. Về xe thiết giáp đa dụng hạng nhẹ, đã có thông tin về chúng ta đang tự phát triển các dòng xe nội địa. Về công nghệ tàu chiến, Việt Nam tuy chưa tự lực thiết kế được lớp tàu chống ngầm, nhưng thật sự khó mà tin Ukraine vào lúc này là liệu họ có đóng nổi tàu hay không. Bởi lẽ, trong suốt nhiều năm qua, Ukraine cũng chưa hạ thủy chiếc tàu chiến 500 tấn nào, trong khi Việt Nam đã hạ thủy hàng chục tàu chiến, tàu tuần tra 400 đến 500 tấn. Xem ra, để tiến công vào thị trường Việt Nam, Ukraine nên tung ra các lời chào nặng đô hơn, ví dụ như chuyển giao dây chuyển sản xuất xe thiết giáp chở quân BTR hay xa hơn là công nghệ xe tăng nổi tiếng của mình. Đó là những thứ mà Việt Nam chưa làm chủ được, dĩ nhiên nhớ là giá cả phải chăng nhé. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.